Theo sử sách ghi lại, đầu thế kỷ 20, theo chân những người Quảng Đông lập nghiệp tại chợ lớn, dòng tranh Kiếng đi vào vùng đất phía Nam Việt Nam và đã có nhiều tiệm tranh nổi tiếng mở ra. Sau này, tranh Kiếng lan rộng ra các tỉnh thành lân cận và hình thành nên nhiều dòng tranh Kiếng độc đáo và mang bản sắc riêng như chợ lớn, Lái Thiêu, Gò Công, Mỹ Tho Tiền Giang, chợ mới An Giang và tranh Kiếng Khmer Trà Vinh Sóc Trăng. Cái tranh Kiếng này đó thì trước hết đó, nó là một loại tranh, nó ra đời á là nó đáp ứng cái nhu cầu người Việt, trước hết là bộ tranh thờ tổ tiên. Cái tín ngưỡng thờ tổ tiên là một trong những cái tín ngưỡng quan trọng nhất á, của bất cứ người Việt nào. Cái thứ nhất á, là nó đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng. Thứ hai á, là nó đẹp, treo trong nhà nó rực rỡ và nó sáng sủa. Bằng loại sơn màu đa sắc và kết hợp với kỹ thuật tráng thủy mà những người làm tranh đã tạo nên nét độc đáo của tranh Kiếng Nam Bộ. Tùy vào từng phân mảng văn hóa tín ngưỡng đều có thể thay đổi đề tài nội dung thể hiện trên tranh. Nếu mà bộ tranh thờ tổ tiên thì một là tranh vẽ cảnh sơn thủy. Sơn thủy chúng ta hiểu rộng là phong cảnh, thì có núi xa xa, có những dãy nhà ngó đẹp và có những dòng sông uốn lượn để người ta biểu ý là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cái bộ tranh thờ nữa đó là người ta lấy bộ thờ tứ thờ Mê Lăng Cúc Túc, thì có những cái khách hàng người ta đặt những cái bức tranh thờ vợ thờ chồng, nó cũng có khác, mà chồng thờ vợ nó cũng khác. Nó khác ở chỗ là tranh vẽ, nhưng nó khác ở những cái câu liễn á. Hơn 100 năm qua, tranh Kiếng đã đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và mỹ thuật của công chúng khắp các thôn xã, từ miền Đông đến miền Tây Nam Bộ, và trở thành nghệ phẩm phổ biến trong phần lớn các gia đình.